mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Sự Chiếu Cố Của Thần Linh, tập 17. Là một vị thần hoàn toàn không quen biết. Tìm được rồi. Hai người có liên quan đến cội nguồn. Phải tách bọn họ ra trước, xem cội nguồn có phản ứng mãnh liệt với người nào hơn. Hắn trước đi. Sao hắn không nói gì? Á! À, tỏm. Á! À, khù. Không tốt. Nắm chặt tay tôi. Tôi kéo cậu lên. Sao mình lại trở nên trong suốt? Không. Không cần lo lắng. Ta sẽ đưa hắn tới nơi an toàn. Đứng ở phía sau mình từ lúc nào? Ngươi đi theo ta. Cái. Du. Rào. Vù. Pháp lực người này rất mạnh. Vậy mà lại có thể dịch chuyển tức. Khương Tô Hòa, hắn không ở đây. Đây là nơi nào? Giống như ở trong lòng đất. Nhưng sao lại có nhiều cây như thế? Hắn muốn đi đâu? Răng rắc. Thứ này sao lại giống hệt với quỷ trong nhà trọ? Nơi này không nên ở lâu. Phải mau chóng chạy đi. Răng rắc. A. Ồn quá. Răng rắc. Đến rồi. Rì rào. Khụ. Sống sót rồi. Ơ, đây là đâu? Du đâu? Mình nhớ cậu ấy bị cái người đó mang đi. Nguy rồi. Mình phải nhanh chóng tìm được cậu ấy. Cột. Người thứ hai đã chuẩn bị sẵn sàng. Nghiệm chứng người thứ nhất trước đi.